hình ảnh nhiều chị em phụ nữ trong đây. Ủa mày làm gì cầm tới nước mắm chi vậy? Tao pha để tao tắm cho mày đó. Trời ơi, pha nước mắm để ăn chứ không lẽ để tắm. Nó hỏi gì cũng hỏi. Hả? Không biết hỏi mày làm dữ trời. Không biết cũng cao gặt nãy giờ cũng chưa xong. Tao đổi được cả chục cái bánh xèo vẫn chưa đặt xong nữa. Hả? Đổi xèo quá con đổi với. Thôi chị, để con tự đổ chị nghe. Không muốn đổ được. Mẹ ơi, ngồi yên mới lặt gao giùm con. Trời ơi, chị đổ cầu trái nhà của em. Nghe mà con hết làm gái luôn vậy. Hả? Tiên tao mới đổ được mớ bánh xèo này, mày ra ăn trước kìa anh nha. Tao ra ruộng kêu tiếp mày về, tao đổ tiếp à. Ở nhà lo diễn nhà giữa cửa đó mày. Nói đây đây, con biết đòi bán quỷ tai thành đụng với bà ưu. Đổ bánh xèo thôi mà, ai làm cũng được. Ây da, bà con ơi, trái nhà mày nha. Hả? Con bắt mát ngợt cho anh nè. Bắt đó mày gán mày cạp cho nhiều vô. Còn với cái ăn không xong phá banh cái đám bánh xèo của tao cũng cơm. Ghê vậy. Còn cái gì không mà? Gái cái ơi, đi mua tao cái hạt bột đây. Đi về ơi, nó kẹo ăn chơi nè. Nghe anh thèm kẹo chết cái gì vậy? Rồi, đi mua liền, đi mua liền. Nha má ơi, bột nha. À, mua bột về rồi hả? À, vậy thôi, quên nói này nữa. Đi mua ít cái hành về, về bỏ vô cái nước cốt ăn cho nó ngon. Đi đi, đi đi. Đi đi. À, má ơi, ta vô nè. Vô nghĩ là nắng mệt chết nha. Cái này quên nói này nữa. Mày chạy cho mày tắm con bịch muối luôn, bỏ miếng muối vô dằn chè mới ngon nha. Thôi thôi dẹp luôn đi. Anh tự làm cho có cái được hay nữa, hay nữa. Giỏi thì làm đi, tắm làm đâu làm, làm đi. Mọi người đã trở lại với chuyên mục hậu đậu nhưng thích làm nào. Hôm nay chúng ta sẽ nấu một món chè bưởi đậu xanh nước cốt dừa. Khi coi hàng loạt video làm món ăn tại nhà trên TikTok thì tôi quyết định order bếp của mẹ để về làm thử. Một đôi tay thần thánh đầy chính chuyên nghiệp và đổ bể thì hôm nay chúng ta sẽ đi bưởi và ngâm đậu. Không có thời gian nên chúng ta sẽ ngâm với nước nóng cho mọi người 2 tiếng lần. Sau đó là hết, chúng ta lấy chuối vô hấp đậu cho mọi người. Lỗ bự quá rất hết trơn. Khi ngâm bưởi thì chúng ta sẽ trộn giá đường nha. Công suất tỷ lệ có sẵn ở trên trên hướng dẫn luôn. Có bếp đảo 2-3 phút và quất thêm bột năng vô nè là được rồi. Mẹ có hướng dẫn tận tình bỏ từ từ bột năng rồi trộn lên để thôi nóng cục cục nha mọi người ơi. Sau đó chúng ta sẽ luộc bưởi nha mọi người ơi. Luộc bưởi cho nó chín thì chúng ta ăn mới được. Vừa luộc bưởi vừa coi hướng dẫn. Sai lầm nhất của em chính là hòa tan mấy cục đường này mọi người ơi, nhớ đặt bể ra nha. Bỏ bột năng, bỏ chè bưởi, bỏ đậu vô là chúng ta sẽ có một nồi chè bưởi rồi và làm nước cốt dừa quất luôn. Nước cốt dừa có sẵn rồi nha mọi người. Màu vàng miếng nước cốt dừa lên nè, ngộ nó thôi. Anh thử chén chè bưởi con mới nấu nè. Xin lỗi mà, chị dễ con hoài hả? Được ơi, bữa nay trời sạch cái gì mà làm chè được mày? Được ơi. Tao phải không? Bếp của mẹ có đầy đủ tất cả các thứ luôn, chỉ cần làm theo công thức này thôi à. Nó ngon đó. Trời ơi, tôi tưởng hay. Mà ngồi tính tức nước rửa cái gì vậy? Nhìn thấy mệt quá vậy? À, ngồi đợi em xíu nha. Trời ơi, thằng Lý là sáng đi kéo dơ lưới được đâu, được mớp bếp nhỏ 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 vậy. Trời ơi, con trai cơm đi đổ lúa đó, đổ chai của chị thấy không? Đi làm ngân hàng. Trời, nó làm ngân hàng hợp tác xã đó em. Em ơi, nó làm ngân hàng hợp tác xã 7 triệu. Nó đi đổ lúa được khác gì đâu em ơi. Để con mớp ba làm cơm chiên ăn đó chị. Bàn tép nhỏ 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 gì? Giờ phơi làm cái gì? Ta hỏi mày, giờ là người ta ăn cơm khô đây nè. Nhà con nào con lấy bự bằng ngón chân cái, ngón chân cái nè. Trời ơi, tiền đâu mà ăn cơm khô vậy chị ơi. Nghèo thấy bà luôn nè chị ơi. Đâu ăn bánh tét nhỏ nhỏ làm cái gì? Ba cái đó cho gà cho vịt ăn chứ không người làm gì ăn. Vậy á chị, em cũng kéo tét nhỏ nhỏ xong mà thiệt ơi, thôi chứ tiền ăn cơm khô chị ơi. Cơm khô con nào con lấy bự bằng ngón tay cái là em làm gì có tiền ăn cơm khô. Trời ơi, nghèo thấy bà luôn, tiền đâu ăn cơm khô. Nhỏ thiệt. Trời em gái, dạo nào thấy đăng clip hay là ra sớm hoài gì chơi chân vậy? Bữa làm gì bậy bạ chúng nó chửi gì mà sợ vậy em? Trời ơi, mấy bữa nay trời mưa nắng quá bệnh tới chị ơi. Mấy nhớ chị cũng bệnh dữ lắm em ơi. Chị bệnh muốn chết luôn vậy nè. Nè trời ơi trời, mặt chị tái mét, mét hết trơn nghe không? Nghe không? Trời ơi, mặt chị tái mét, mới mét trời ơi, không có đi đâu được hết trơn á. Buồn gớt luôn mắt vậy à. Em bệnh muốn xỉu lên, xỉu xuống luôn. Chị nghe coi biết đâu xem sẻ nhau chị cũng điếu thì nhiều xíu nè. Nói dài nói dai không ai nói thiệt. Không có giống gì chị. Trời ơi em bệnh ghê chị ơi. Trời ơi mưa nắng một cái nó hành em muốn chết luôn vậy. Trời ơi nó mệt mỏi gì đâu chân. Không có mừng ăn gì được chân. Con còn khó mà ăn chứ chị ơi. Bệnh ghê nó khổ lắm chị ơi. Bệnh ngộ ghê. Ủa cám đâu mà chơi mà bị đâu vậy? Tại chị cả chạy. Hả?
đẹp đẹp thôi. Dính thấy bà ngồi cạnh thấy mẹ luôn vậy. Ủa Tiên, sao sáng sớm mày không chuẩn bị vậy đi học? Nghỉ dịch ra học làm gì tầm này má ơi. Con gái con đứa đâu ngủ trương đây hả? Đi học trễ cũng được. Thằng nào nó lại miệng mày đó. Trai, đợi con xíu. Cháu đợi nó. Trời ơi, tới giờ mới đợi. Tiên đợi từ những giờ tới giờ mà điều hiu hết trơn à. Coi nói mê trai kìa. Đầu mà đầu thai mới hết. Đúng là phải biết tiết kiệm. Má mới thấy cái chổi đâu vô quét phòng con gái. Thì có tay cái chân con mượn đi kiếm mà trời ơi. Chổi làm đó mình lại lấy luôn đi. Kiếm quá trời mà anh đâu thấy đâu. Kiếm cũng kiếm được nữa. Phạt ghê à. Nè mày, quét cho quét đi. Mình có cái chổi khác không má, mày nó ư rồi sao quét. Vậy mày coi nó còn cầm hơn chổi nào không? Còn đi không biết tiết kiệm gì trơn á. Trời ơi, dành dụm nó có nhiêu xài hết đi, xài hết đi. Không hiểu luôn. Ủa má, nhà mình còn cái sạn để ấy không? Cái gì cái sạn để chi dùng dịch đó là dùng dịch đó. Nhà mình có một cái sao mày mới mày xài đi, mày lấy chi chứ bớt chi nữa, tiền chi vậy? Hả? Ê, tiêu rồi sao tiêu? Trời ơi, có nhiều đó cũng cần tao làm đúng đấy anh. Bẻ lại dành cái nè, nó như mới luôn. Hả? Không sao vậy đâu, các bạn, chi nữa chi đi. Mệt mỏi ghê, chỗ thì cái chết luôn xong rồi nó còn cái. Không hiểu nổi. Không hiểu nổi. Ủa má thì mình hết xà bông rồi, giờ còn xà bông nào nữa không má? Cho con xin miếng hay. Vậy cái nhà mình mới xài cái chai đó có 3 tháng mà hết gì mà hết. Xóa trời đi, không có chưa lấy á. Thì mày đổ nước vô, trời ơi, rồi mày lắc lên rồi mày đổ cái mày xài. Có gì đâu, tiết kiệm tiết ơi, dĩ trên á. Tiền con dư lấy cái sạch cho hết đi. Trời ơi, vậy còn nước không, có miếng bọt nào đâu mà gội đầu. Sao mà xả? Mày thử lắc lên rồi có miếng xà bông không? Đổ nước vô vậy gọi nó đụng còn tóc luôn á má. Đợi tao chứ. Nè, cái này có ai nè. Ừ, rất hợp luôn, từ nào rụng tóc mà đi luôn đi con. Hả? Đeo quá, kêu tao gì? Mày làm gì vậy? Đốt gì mà ngồi trái nhà bây giờ thì mày làm gì vậy trời ơi? Ngầu không? Ngầu không? Mấy tao ngầu không? Cực kỳ ngầu luôn mày thấy không? Ngầu cái đầu tao chứ ngầu. Trời ơi, mày đốt bậy bạ ngồi trái nhà giờ đó chứ ngầu. Trái đâu mà trái má, tao xài thuốc lá điện tử đi má. Hút khỏi tối phà phà, nhìn bao ngầu luôn, nhìn đã lắm kìa. Thôi mẹ ơi, thuốc lá má tao cho hút đâu mẹ ơi. Thôi. Đâu có, mày thuốc lá điện tử phải thuốc lá mình cho mà nghiện mẹ ơi. Trời ơi, tao thấy người ta xài nhóc, tao xài cái gì đâu, có nghiện gì đâu trời. Thuốc lá điện tử như thuốc lá chứ gì phải không? Xài không, cho tao xài thử nè. Chơi mình má để nó mà chơi. Trời má, má con đổ phải trời, nó hút thuốc lá điện tử ra, nó thả nhả khói nồng tưởng trái nhà không luôn á. Trời ơi, nhiều cái ghê thiệt sự luôn trời. Cái này có hút không? Không, con đâu hút đâu. Ừ, tao nói cho mày biết nha. Mày hút ba thuốc lá đi. Về bệnh như mày chết, mày coi, mày biết rồi mày. Mày, nghe lời tao đi. Cái đó là không phải thuốc lá, là thuốc lá điện tử gì hay gì á má. Con không rành, nhưng mà con không phải thuốc lá. Thuốc lá điện tử hay thuốc lá thường gì, coi mày có chữ thuốc lá không? Hả? Con có đụng tới đâu có ghiền một cái là chết. Cái gì vậy trời? Thử không? Cho mày thử lại. Thôi mẹ ơi, tao không chơi đâu, tao tìm hiểu rồi. Hút thuốc lá điện tử dễ dẫn tới hút thuốc lá truyền thống lắm mẹ ơi. Thôi mày chơi đâu chơi đi, tao không chơi đâu. Thôi mẹ ơi, xuống lần tiên chơi đi. Mệt quá, nói chuyện con chi mệt, mọt sắc, mệt lắm. Tụi bay gái hút tao nhiều luôn đi, bổ phổi lắm á. Tao không chơi rồi, không ai ép được tao hết trơn á. Má, làm gì đi học về đồ đạc tay chạy ra tung tóc tóc vậy? Cái gì nói đây mày? Thằng nhậu không nói má mình hút thuốc lá điện tử á. Trời bữa nay nó bị đình chỉ học rồi kìa. Này nó rồi. Sao mà không biết, nói mà không biết sao được. Quỷ dịch vật mà không biết sao được. Đó, tối ngày hút thuốc lá điện tử làm sao mà giờ hả?
Thì bác ở dưới nhà vệ sinh hút thuốc lá kìa, hút thuốc lá truyền thống mình luôn á, không có tiếp xúc với cái loại thuốc lá điện tử đâu. Hút thuốc lá điện tử dễ dẫn tới việc hút thuốc lá chính thống đó, thấy chưa? Ném vỏ lê cho má, để con liền qua đi cho khỏi mắt cắm. Mày ném qua đây coi. Chơi cái trò gì mất dạy. Mày đừng có nghĩ mày giải thoát được tao. Trong đêm một bàn chân bước. Ba bác ba, truyền thái y đi truyền thái y. Hả? Rồi mày không cháy đầu cháy cổ cho mày đi kỳ cục vậy. Tóc con nó chảy được nữa đâu. Giờ bảo cấp 12 nó còn không bay nữa. Cho mày ngượm cho tối vô xài cái đèn này. Tóc im đó, tao cũng đang xài đó. Ủa chứ mày này là tóc giả hả? Tóc giả mày cũng không thèm gọi hả? Siêu gian và em sao hồn nhiên xinh như đèn pin cho bao chàng trai này mới tới xanh lòng quen sáng tư sân. Hả? Run. Mày chết mẹ mày với tao. Mày đi đâu sáng giờ mới về, tao đi kiếm mày muốn chết luôn nhỉ. Dạ. À con mới đi nhà bạn về. Rồi sắp tiêu biết của nợ gì về vậy? Mất ra ngay. À con xin con chó gì nuôi. Đem đi trả liền, đem đi trả liền. Nhà đã nuôi trâu, bò, gà, vịt, heo, thỏ. Bây giờ mất xin chó gì nữa. Rồi ai đâu mà nuôi cho hết. Chết tao không biết về nhà là cái thể thú luôn nè. Thôi má, luôn đi má, thấy cưng mà. Tao nói trước mày mà không đem trả con chó nghe tao bẻ cổ một ngày đó. Ngoan má, cưng của má nè. Để má lấy cơm với thịt bò ăn nha. Ờ thấy không? Mày hết cơm nha mày. Chiều nay mì gói đi nha. Hả? Ê ấy. Gì má? Má kêu con gì? Vô áo tao lấy tiền đi mua cho con cái ruột tao hộp sữa mấy nè. Hả? Thiệt biết tức không biết ai là con ruột, ai là con chó luôn á. Biết tức không biết ai là con ruột, ai là con chó luôn á.